Các bạn có nhu cầu về đồ thể thao hãy liên hệ với Shop Thể thao Hoàng Long, điện thoại Zalo 0988 929284. Thể thao Hoàng Long uy tín là trên hết, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Mời quý vị các bạn theo dõi trận đấu giữa hai đội. Apex Đại Việt là đội Chương Mỹ Hà Nội mang trang phục màu cam. Đội thành phố Bắc Ninh mang trang phục màu xanh. Điểm số hiện tại đang là 14 đều ở set thi đấu thứ hai. Ở set thi đấu đầu tiên thì đội Bắc Ninh giành chiến thắng trước các cầu thủ Apex Hà Nội. Apex Đại Việt. Quý vị các bạn xem hay thì like chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hai đội giằng co rất quyết liệt và đánh bóng tốt. Bỏ bóng ra ngoài, điểm cho Apex Đại Việt 15-14. Vậy là ngay lập tức các cầu thủ thành phố Bắc Ninh xin tạm dừng hồi ý chiến thuật. Đấu tiếp tục, đội Bắc Ninh vừa ghi thêm một điểm, 15 đều cho Bắc Ninh. Bắc Ninh phát bóng. Và gắn bóng ra ngoài, điểm cho Apex Đại Việt 16-15. Và phòng thủ tốt. Như vậy là lối hai chạm dính bóng của cao thủ Apex Đại Việt, điểm 16 đều cho cao thủ Bắc Ninh. Phòng thủ tốt. Rất đáng tiếc và đánh bóng không qua lưới của Apex Đại Việt. Điểm Bắc Ninh 17-16. Và phát bóng lật dưới ăn điểm trực tiếp, điểm 18-16. Bắc Ninh phát bóng. Đánh bóng ra ngoài rồi, điểm tiếp cho Bắc Ninh 19-16. Và bỏ nhỏ không thành công của đội Apex. Và đánh bóng tốt của Bắc Ninh, điểm 20-16 cho Bắc Ninh. Rồi set point cho cầu thủ Bắc Ninh. Và đánh bóng tốt của cầu thủ Apex Đại Việt, điểm 17-20 cho Apex. Các phòng thủ tốt. Quả nhỏ. Và cú bóng tốt của các thủ Apex Đại Việt. Và đánh bóng tốt của các cầu thủ Bắc Ninh. Điểm 21-17 cho Bắc Ninh. Kết thúc trận đấu, đội Bắc Ninh giành chiến thắng chung cuộc 2-0 cho cầu thủ Apex Đại Việt. Chúc mừng cầu thủ Bắc Ninh đã giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Việc bạn xem hay like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.